Thoạt nhìn, Giáng sinh năm nay có thể nói là một Giáng sinh buồn, một nỗi buồn mang mác không lời giải thích. Đại dịch đã và đang làm cho cả thế giới lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Ảnh hưởng của nó lan rộng, bao trùm trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, y tế và tôn giáo. Vì đại dịch, phố xá vắng bóng người qua lại, các hàng quán, siêu thị, các cơ sở thương mại thưa thớt khách mua sắm. Tiếng nhạc Noel không nghe ngân vang đó đây. Giáo đường bị giới hạn, nhiều nơi bị đóng cửa. Không thánh lễ nửa đêm, không dàn hợp xướng với thánh ga réo rắt và những cánh thiệp Giáng sinh cũng thưa thớt. Nhưng những thứ đó không phải là Giáng sinh. Chúng không phải là lý do làm cho Giáng sinh bớt đi ý nghĩa thần thánh, bớt đi niềm vui, hy vọng và bình an. Bởi vì Giáng sinh chính là kỷ niệm biến cố giáng trần của con Thiên Chúa. Ngài đến để giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi, khỏi xích xiềng Satan. Ngài đến để đem lại cho con người quyền được làm con Thiên Chúa, một thứ quyền mà nó đã bị đánh mất vì nguyên tội. Do đó, Giáng sinh phải là biến cố vui mừng, hân hoan, và hội nhạc thiên quốc vẫn vang lên những bài thánh ca chúc mừng ngày Ngài giáng trần.